Số nhất sinh được cấp theo quyết định cập nhật đến trưa ngày 23 tháng 9 là Bắc Cạn. 10 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao và thấp nhất tính đến ngày 23 tháng 9. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, số mũi tiêm, số vaccine được cấp theo quyết định cập nhật đến trưa ngày 23 tháng 9 là Bắc Cạn, Quảng Ngãi, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Trị, Hưng Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai và Kiên Giang. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến trưa ngày 23 tháng 9 cả nước đã thực hiện tiêm được trên 36,2 triệu liều vaccine COVID-19. Đến thời điểm này, Việt Nam đã phân bổ khoảng 50,2 triệu liều vaccine COVID-19 các loại khác nhau gồm vaccine AstraZeneca, vaccine Verocell, vaccine Moderna, vaccine Pfizer, vaccine Sputnik. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất, số mũi tiêm, số vaccine được cấp theo quyết định cập nhật đến trưa ngày 23 tháng 9 là Bắc Ninh, Bình Phước, Cao Bằng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Hải Dương, Hà Tĩnh và Lào Cai. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, số mũi tiêm, số vaccine được cấp theo quyết định cập nhật đến trưa ngày 23 tháng 9 là Bắc Cạn, Quảng Ngãi, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Trị, Hưng Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai và Kiên Giang. Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 3.700 trẻ mắc COVID-19 đang điều trị. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Tinh Bế Dụ, trưởng khoa bệnh viện bị cách chức vì không chấp hành lệnh điều động chống dịch. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Hà Nội, hai trường hợp cách ly gần một tháng vẫn dương tính SARS-CoV-2. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, kháng thể từ lạc đà có thể điều trị COVID-19 hiệu quả hơn nhiều so với kháng thể của người. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, chuyên gia y tế lý giải vì sao người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn mắc COVID-19. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, người đàn ông từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh rồi thuê xe tải đi chui về Vũng Tàu mắc COVID-19. Ngày 23 tháng 9 năm 2021,